Ngay sau khi giành chiến thắng tại cuộc thi Miss Universe Việt Nam 2023, người đẹp Bùi Quỳnh Hoa vấp phải nhiều ý kiến trái chiều. Cô bị cho biết trước câu hỏi ứng xử trong đêm chung kết được dọn đường để đăng quang. Chỉ vài ngày sau khi nhận danh hiệu Hoa hậu, người đẹp tiếp tục vướng ồn ào khi mạng xã hội lan truyền đoạn clip được cho là Bùi Quỳnh Hoa hút bóng cười. Bên cạnh đó, cô còn bị tố liên quan đến vấn đề bạo lực học đường. Những ngày qua, Bùi Quỳnh Hoa nhận về vô số lời chỉ trích, lên án của khán giả. Tuy nhiên, người đẹp 9X vẫn chưa lên tiếng làm rõ những vấn đề trên. Chị Quỳnh Nga, giám đốc quốc gia Miss Universe tại Việt Nam cho biết tổ chức Miss Universe Việt Nam đã tiếp nhận các thông tin trên và đang trong quá trình xử lý. Chị chia sẻ, hiện tại, Miss Universe Việt Nam đang làm việc với tổ chức Miss Universe để cung cấp các thông tin, phối hợp đưa ra kết luận cuối cùng trên tinh thần minh bạch, rõ ràng. Tinh thần của đơn vị cũng là không bao che bất cứ sai phạm nào. Trước đó, hôm 3 tháng 10, tổ chức Miss Universe lên tiếng trên trang fanpage chính thức, cho biết đã nhận được những ý kiến từ khán giả Việt Nam sau chiến thắng của Quỳnh Hoa tại Miss Universe Việt Nam và tuyên bố sẽ phối hợp với đơn vị Miss Universe Việt Nam để làm rõ sự việc. Phía Miss Universe nêu rõ, tính công bằng trong một cuộc thi sắc đẹp là yếu tố quan trọng bởi đó là cách để có được sự tin tưởng từ phía khán giả và các thí sinh. Chúng tôi đang làm việc với đối tác nắm bản quyền tại Việt Nam để đảm bảo rằng mọi phần thi đều diễn ra minh bạch, công tâm. Thông báo của Miss Universe nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ sắc đẹp. Đông đảo khán giả Việt Nam ủng hộ tổ chức Miss Universe làm rõ kết quả về những tranh cãi liên quan Miss Universe Việt Nam 2023. Bùi Quỳnh Hoa sinh năm 1998, quê Hà Nội. Trước khi trở thành Miss Universe Việt Nam 2023, cô từng đoạt danh hiệu siêu mẫu quốc tế 2022, Hoa hậu áo dài Việt Nam Thế giới 2017, giải vàng siêu mẫu Việt Nam 2018. Ngoài ra, cô cũng từng vào top 10 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022.